Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Đây mấy hôm trước thì nhà chú em Hoa Ban ấy thì có tháo ao các bạn ạ. Nên là mình có mua về xong nhốt để ấy. Là giờ là mình sẽ chế cá này làm cá các bếp. Đấy, chế món cá này làm cá các bếp mà một con chả cá chấm này, ba con cá chép, xong là mình sẽ dùng cái phần nội tạng, lòng các thứ của nó nhé các bạn nhé. Để làm món lòng cá các bạn ạ. Trên mình hay ăn món lòng cá này lắm. Tiện thể là mình sẽ làm một cái video để giới thiệu các bạn. Giờ mình tắt máy để sơ chế cá là các bạn nhá. Này, cuối cùng mình với khay đã bổ xong cá các bạn nhá. Đây là phần thịt cá này, mình sẽ để treo các bếp này. Đây, cạo vảy xong tí là rửa đi, xong là ướp gia vị để xiên treo các bếp để gửi cho một cô ở dưới kia các bạn ạ. Còn đây là lòng cá mình sẽ chế ăn vừa trưa hôm nay nha các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi video của mình. Mật kìa, mật vớt là đắng đấy. Đắng mới ngon nhưng mà đắng mật không ngon đâu. Mật rồi. Ôi đấy, thau nước về đi. Đây đến công đoạn sơ chế lòng cá các bạn nhé. Như mùa này là cá ăn ít này các bạn này, lòng trắng không này. Đấy, lòng trắng không là mình không phải bỏ cái gì ra. Nếu mà mùa nó ăn cỏ ấy thì mình chỉ cần tuốt cái phần xanh xanh ấy. Đây, đây là lòng cá chép này. Cái cũng không phải bỏ cái gì luôn vì mùa này rất là bỏ đây một thứ đấy. Bỏ mật. Quên mất. Bỏ mật. Bắt lối nhanh quá mà. Này rất là béo luôn đấy. Cá nhà Hoa Ban này nuôi ký quá nhỉ, béo quá. Nhưng mà mùa đông này nó tích mỡ mà. Mật to nhỉ. Như bình thường là mùa nó ăn cỏ ấy, mình phải tước cỏ với tước vùn, nhưng mà đây là không có gì nên là mình lấy hết. Bọn mình hay gọi là pịa cá nhưng mà thực ra là canh lòng cá thôi các bạn nhé. Mình sơ chế sạch rồi mình mới nấu cho gia vị vào thôi. Giờ là mình thái ra bong bóng nó nhập rất thích ăn bong bóng đấy, kể cả nguyên cả quả đi. Món này rất ngon các bạn nhé. Chấm rau sống ăn ghém cùng với rau sống các thứ rất là ngon. Khi nào một tí nữa mình đặt cái nồi này lên bếp rồi ấy thì mình mới bắt đầu đi kiếm gia vị để cho vào món này. Không có gì nhỉ, không phải tước cái gì. Con này làm lòng cực dễ luôn. Nếu mà mùa nó ăn cỏ là phải tước cái phần cỏ trong ruột của nó ra các bạn ạ. Dao này này. Trời hơi nắng vì giữa trưa mà. Mì. Này, giờ mình sẽ cho gừng trước. Tí nữa là mình cùng với mẹ Hằng, tức là Khay đấy, đi nhặt gia vị trong vườn nữa. Một số thứ như lá tỏi các thứ các bạn ạ. Món này thì cho ít nước thôi quá. Ít thôi, đấy, thế thôi. Chân nấu ở bếp ga này các bạn nhé. Không cháy à? Ừ, cho muối vào luôn đi.
Khai đang lấy rau xà lách để tí về ăn kèm với canh lòng cá. Đây là loại xà lách lá xài nhỉ. Đây gia vị cho vào canh lòng cá này các bạn. Cho một quả ớt nữa nhỉ. Đây. Có cho mắc khén không? Vẫn phải cho mắc khén tí chứ đúng không? Cho một ít đúng không? Đây này gồm có xả này, cây tỏi non, rau húng này, rau mùi này. Xong là ớt mắc khén, muối mì chính, gừng. Đấy. Từng đấy gia vị các bạn nhá. Phía này sẽ nọ mưa đây. Một quả không cay đâu, mình chấm của mình. Đây này, mắc khén mình cho từng này đâu. Cho nhiều là nó sẽ bị đắng, bị tê đuối. Biết được nào? Nhìn ngon phết đấy nhỉ. Nó chín này các bạn ơi. Giờ là cả gia đình mình sẽ sắp cơm để ăn. Đây Hằng đang rán trứng cho đội trẻ con kia nữa. Ôi dồi ôi. Thơm lắm à. Ô, nhìn ngon quá. Nuốt nước bọt căng thế. Hằng làm đi, sao cứ phải nhìn ra bên này nhỉ? Con nhìn thôi, chưa có ăn đâu. Đây cơm đã sắp xong các bạn nhé, toàn rau là nhiều thôi. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình nhá. Nhập lấy ghế nào Nhập ơi. Đâu, Diệp ngồi gần chị Hằng nhá. Đấy, chấm rau sống này, xem Khai ăn này. Ngon lắm. Nhập hay ăn bóng bay của nó đấy, thì bóng bay cho Nhập đi. Cái bóng bóng của nó ấy. Đấy, chị Hằng sao kìa. Thế nào? Nóng. Nóng à? Ôi. Ngon nhỉ? Ngon. Đây các bạn nha.
mình thì cho rau sau thôi, không chấm được. Đây đồng cá này bạn, rất là ngon luôn đấy. Ngon lắm Nghiêm nhờ. Dẹp con ăn à, canh này ngon lắm ấy. Đấy thìa con ạ. Đấy Nghiệp vẫn thích ăn bằng cái này đúng không? Này, cho Nghiệp này. Ngon lắm bạn ơi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn ngon quá. Còn bây giờ thơm nữa, ngon lắm. Ăn đồng cá ngon lắm đấy nhỉ. Ngon quá, rất là béo luôn đó bạn ơi. Ngon lắm đồng cá mùa này nè. Không ăn gì đâu mà. Hàng món này cũng rất hợp khẩu vị với hàng đấy hàng nhờ. Ngon lắm. Gần hết rồi các bạn ơi, ngon quá. Buổi trưa ăn món này ngon nhỉ. Giò sống mát nữa. Đây, bát ra canh đồng cá hết rồi các bạn ơi. Và rau sống cũng gần hết. Giờ thì bọn trẻ con cũng no rồi. Và ai cũng ngồi im hết rồi, gần no rồi. Giờ mình xin phép kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.